Sự việc vụ cháy chung cư Carina Plaza là 13 người chết, 99 người bị thương. Ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 1 thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu đoàn kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại khu chung cư 145 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, chung cư 145 Nguyễn Trãi được xây dựng từ trước năm 1975, gồm 7 tầng gần 60 căn hộ. Đoàn kiểm tra phát hiện nhiều đồ đạc vật liệu dễ cháy ở khu vực hầm giữ xe, lối đi vào bãi bị cơi nới, chiếm dụng làm nơi buôn bán. Đáng nói, qua kiểm tra, hệ thống báo cháy trong chung cư không còn hoạt động, lối thoát hiểm ở hai hướng ra vào lê lai và bị cơi nới, cải tạo làm nơi ở, gây mất an toàn khi xảy ra cháy nổ. Nhắc lại thảm họa cháy nổ ở chung cư Carina Plaza, ông Đoàn Ngọc Hải yêu cầu phường phối hợp người dân tháo dỡ, thu dọn các vật liệu tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ ra khỏi hầm chung cư. Hành lang đối với hệ thống báo cháy, phun nước tự động dự kiến đầu tư khoảng 800 triệu đồng. Ông Hải yêu cầu phường khảo sát, vận động các hộ dân cùng nhà nước xung quanh nhanh chóng trang bị. Theo ông Hải, hiện trên địa bàn quận 1 có hàng chục chung cư cũ xuống cấp. Thời gian tới, đoàn sẽ kiểm tra ở nhiều chung cư khác để nhắc nhở, xử lý các trường hợp vi phạm gây mất an toàn trong phòng cháy chữa cháy. Carina Plaza gồm 3 lớp, trong đó có 2 lớp 14 tầng, 1 lớp 20 tầng, với tổng số 736 căn hộ. Nhưng hệ thống phun nước khi cháy dường như bị bỏ quên. Lối thoát hiểm cũng trở thành lối của thần chết. Dù nguyên nhân cháy vẫn đang được cơ quan chức năng tích cực điều tra làm rõ, nhưng với những dấu hiệu đã tồn tại, người ta có quyền nghi ngờ về độ an toàn của chung cư Carina trước khi hỏa hoạn xảy ra. Đây là không gian còn sót lại sau 3 ngày khắc phục vụ thảm họa cháy chung cư Carina Plaza. Những mảng tường ám khói, đen kịt, vẫn còn nguyên vẹn. Mọi ký ức như mới xảy ra vào hôm qua, và nhiều người dân ở các block A và block B vẫn chưa vào nhà được. Mệt mỏi, mất định hướng là tâm lý chung của cư dân Carina bao trùm nơi đây. Thì cái câu chuyện đó mình xảy ra như thế nào vậy? Mình chạy thoát khỏi cái đám cháy như thế nào? Lúc mà tôi ngủ sớm lắm. Tôi ngủ sớm lắm, xong rồi tôi xem ngay xem điện tắt. Tôi tưởng là cúp điện thôi. Nó 1-2 tiếng một hồi nó sẽ có điện lại. Hay nhà mà nghe bập 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 nữa. Tôi mở cửa ra sẽ thấy khói ập vô liền. Ập vô tôi mới chán ngán rồi tôi mới đóng cửa lại. Đóng lại tôi chạy ra cái phòng tôi. Mà chắc chắn chuyện này chết chết rồi. Tôi mới ngồi trong ghế sofa đó. Rồi tôi mới kiếm cái khăn nhúng miếng nước. Cái miếng nước để lau thôi. Đây tôi chùm cái để khói, bịt cái khói lại. Rồi xong tôi sau hết nhà tôi mở mà lần sau tôi mở được cái cửa lớn. Chung ra thì khói quá trời khói rồi tôi thấy đường rồi. Có một người cô gái đó cũng ở chung một tầng vậy đó. Thì nó kêu cầu cứu gì đó tôi rồi cái câu đó giúp tôi kêu cầu cứu này nọ không ai cứu hết trơn á. Thì mấy câu đó mới xuống thang rồi xuống thang với cái anh đó nữa rồi xuống thang cái mới tìm ra cửa lớn luôn, chạy ra luôn đó. Nó mình ở tầng mấy hả? Mình ở tầng mấy? Tôi tầng 2, tôi ở tầng 2. Tầng 2 à? Sao bị nặng quá hả? Nó từ ở dưới nó bốc lên rồi, từ bên xi măng nó lên đó. Từ bên xi măng nó lên. Lúc chạy xuống khó nhiều không anh? Khó dữ lắm. Bây giờ gắt lưỡi không? Hả? Bây giờ gắt lưỡi dữ không? Gắt lưỡi đau không dữ không? Còn khô đi đau thôi. Khô hỏng với đau thôi. Số 10 ca đó có 3 ca nặng siêu hấp. Còn lại 3 trường hợp thì bệnh nhân ổn định. Hay những trường hợp này theo dõi khoảng ngắn nữa nếu mà ổn định thì có thể cho về xuất viện. Tuy nhiên có một số trường hợp thì nó có bỏng niêm mạc, bỏng mặt, bỏng mắt, để thấy khám thêm chuyên khoa mắt. Trong đêm xảy ra thảm họa, gia đình chị Trần Thị Thu Hồng đã được chú chó cưng của mình báo động cứu 7 thành viên trong gia đình mình thoát chết. Nhưng sau vụ cháy, chị không thể tìm thấy được chú chó này và mỗi lần nhắc đến ân nhân đặc biệt của mình, chị không kìm được nước mắt. Gia đình chị đã ngủ phần ơi, còn nó chỉ là hầu như là không biết gì hết. Không có chuông báo động, không có gì hết trơn. Thì bắt 1 giờ em đang sủa dữ lắm, sủa mà nhảy lên cả giờ cũng kêu.
rồi mới mình cứ nghĩ là nó quấy gối mình là mình la đó, mình la đó là để chơi cho nàng ngủ, la hoài vậy đó. Thì nhưng mà lúc mình la nó thêm rồi chừng 1-2 phút sau là nó sủa nữa, nó sủa mình dữ nữa. Rồi xong rồi á thì giường nó đang sủa đang hồi lo quay đó, thì nhỏ gái vô đó là cha mẹ mình vẫn nghe tôi nó cháy rồi. Cháy rồi chị mới ra gom cái tờ đi, gom cái tờ đi chị chạy. Thì lấy khăn bịch nước ướt hết rồi. Nhà chị trong phòng có tới 6 người lận. Rồi mới ra thì tự nhiên có không chịu, chị đang ẩm trên tay nè, không phải chị ẩm giòn, chị ẩm kem. Thì nó phóng cái nhảy chuột tay chị nó phóng mà nó chạy mất tiêu luôn. Nhưng mà không có nói thì chị không thể làm gì được chứ. Chị không tải đi kiếm giòn, chị kiếm kem. Trong cái mấy đứa con chị nó kêu bỏ đi. Thôi kệ, bỏ nó không đi thì thôi chứ mình phải lo mình đã. Mà khối thì em ơi, nó bệnh mù hết trơn rồi. Rồi chị nói không được, bỏ em không được, mình đã sợ cháy rồi mình đi để nó cháy tội đó. Chị có mạch thì chị kiếm, rồi nó không chịu đi. Ai về đâu, lúc chị kiếm á là mấy con chị nó hoành ngược lên đó là tới từng 14 thôi là dân người ta chào lên. Người ta chen lên là đông và ngọt lắm, không thể nào đi xuống tới 14 tầng nữa được á. Nó hoành lên thì chị nói hàng chiên kem nó bột, nó không đi. Thôi vô nhà hết, đóng cửa, chị nó tắt nước rồi đó. Nó hết thì vô cổng về nhà, chị vẫn hốt hơn ở nhà ở ngoài. Hốt hơn rất là nhiều. Rồi chị mới nói là con biết không, hai cái con chó nè, nó tập bật đó, nó rất là linh cảm hơn người. Nó quả quạt hoặc là lũ lụt, nó rất giỏi hơn mình đó. Mình mới nghe lời nó đi, là chị đó, tả chị mới quy động mấy cái con vô nhà tắt nó hết luôn. Rồi là có nhạo của chị liền. Chưa nắng xong là hai con là nó sợ, nó đâm quả bọn là nó nhào lên chị với con cãi chị ơ mặn gì nè. Nó mến, nó vấn cái lá mà chị nó ngủ chung với chị mà hai đứa thì ngủ chung với anh chị hết trơn á. Cưng cái lá. Rồi xong rồi là chị mới gọi cho cái anh, ông xã chị mới gọi cho cái anh kế bên nhà. Thì ảnh là lô lắp bê chị, nhưng mà nhà đối diện thì không có ban công. Chị mới có cửa sổ lùa ra thôi thì nó ngọt lắm. Thì điện qua là cả gia đình đều khóc hết á. Khóc là nghĩ là chờ chết thôi, mà nó đuối, đuối thì nó đâu có không bỏ được. Thì mới nói là qua đây nè, là chị mới kêu là hai gia đình kế bên nhà đó, qua chung với chị là đều qua bắn cắm mà chờ tới 4 giờ sáng luôn, mới là cứu quả mới được gõ cửa chị. Là chết là cửa xong rồi mới ra là 4 giờ sáng, chị đúng đây có 4 giờ mấy, 4 rưỡi gì đó, rồi xuống dưới đất này. Rồi cái cháu chị á, nó sáng ra thì xuống tập trung chung cư nè, thấy là gia đình ổn hết. Nó kêu là về nhà nó để ăn mừng, nấu hồi lẩu ra ăn gì đó cho nó đỡ buồn, đỡ tuổi rồi. Xong rồi về thì cũng ẩm với tay nè. Rồi con nó còn nhỏ mới xin mặn kem với gòn lên lầu chơi. Thì cho ẩm là có con nít mà nó thả ra thì nhà cháu gì có hai con chó lớn á, nó dí cắn kem chạy nó tiêu liền cho miên nó luôn. 7-8 giờ tối là chị buồn, gia đình chị là cả nhà đi kiếm em, kiếm coi như là bất chấp em mà em biết cái khu đó là còn mới đó ra đất chấm ruột chặt lắm mà chị chẳng có sợ cái gì, chị có đi còn cái điện thoại thì chị đi thì cũng kiếm hoài mà không thấy giờ em kiếm lạc đâu. Rồi hồi sáng hôm qua là chị cho toàn cả công ty chị đi tỉa đi tìm em là ăn hết tùm lum cái dơ tỉ là nó mới vừa cuốn ở đây mà giờ nó lạc chị buồn nó em ơi chị không có gì mà buồn nhưng giờ thoát cái này lại mất em thì nó thương lắm. Bây giờ sống ở đây chị cũng nhờ nó ra cộng đồng có gì có được chia sẻ với nhắn trên Facebook nhiều mạng chị chán lắm rồi. Nếu có gặp em thì là hơn báo giùm để về chị về cái gia đình nó một gia đình chị đó thương lắm mà chị khóc biết chị đó thì cũng nói về nhắn cái gì kỷ niệm của nó rất là nhiều. Chị em xin lỗi thầy được em chị là 8 để dần ổn định tâm lý cho cư dân, ban quản lý chung cư tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng hỗ trợ người dân thu dọn đồ đạc, tài sản cần thiết để đến nơi khác ở tạm. Sau đó, căn hộ sẽ bị khóa lại, niêm phong để phục vụ công tác điều tra. Đâu nè, đầy đủ rồi đó. Đâu thì giờ là tập trung nguyên người ta dẫn đi nè. Dẫn đi, Sơn. Hai cái xong đi qua B. Sơn, Sơn. Tí Sơn với lại thằng Dũng với lại thằng... Mặn. Là một người đi lô A đi lên, xong đi dọn xe đi xuống. Bây giờ ai là người đi theo lô B thì đi theo anh này. Ai đi lại.
như có câu trả lời đó. Xếp hàng để xuống nhận lại xe sử dụng. Do tiệm đạn tầng hầm chưa an toàn, điện chưa có, ánh sáng chưa đủ, nước còn trơn trượt, vì thế là chúng ta đi thứ tự và đi chậm và đảm an toàn. Sau khi còn bà con lấy xe ra thì do tầng hầm chưa an toàn cho nên chúng ta không đưa xe trở lại gửi vào tầng hầm. Từ chủ đầu tư xem là bao giờ là mới có thể dọn trở về lại, vì hiện tại á cũng không có cần phải cụ thể chính xác ngày mà những ngắn hạn hay là dài hạn để mọi người sắp xếp chỗ ở cho nó hợp lý. Với lại một cái nữa là hiện tại họ không có một cái thông báo chính thức gì hết về nguyên nhân là như thế nào nè, rồi cái hướng khắc phục sau đó là ra sao cho mọi người, rồi có hỗ trợ gì cho mọi người hay không, đây không có nói gì hết trơn, không có một cái thông báo chính thức nào từ chủ đầu tư mà toàn là nghe miệng từ người này tới người kia thôi, nên là rất là hoang mang và bối rối. Từ qua đến giờ thì mình cuộc sống của mình đã phải ổn định như thế nào hay mình hoàn toàn tự sắp xếp? Đúng là mình hoàn thành tự sắp xếp, nghĩa là bên chủ đầu tư họ cũng có hỗ trợ là cho cái sảnh của bên City Gate để mà mọi người ở, nhưng mà ở dưới đó rất là muỗi, không thể có cho mấy bé nhỏ ở đây ở được. Còn lại thì các hộ dân ở trên đó thì họ cũng cho mình đi lên tắm giờ thôi, chứ đâu có cho mình ở ngủ ở đó được. Vậy là theo bạn là 3 ngày vừa rồi mà cái đến giờ này vẫn chưa xử lý xong thì là một cái sự chậm trễ hay là như thế nào? Thật ra mình nghĩ đối với một cái vấn đề lớn như vậy thì cũng không thể hy vọng là xử lý trong sớm hơn chiều, nhưng mà cần phải có một cái thông báo chứng thức nào đó, một cái tuyên bố chính thức nào đó từ chủ đầu tư để cho mọi người yên lòng hơn. Mình cảm ơn bạn. Tên gì bạn nhỉ? Mình tên Nga. Cái gì Nga vậy? Yến Nga. Tên đầy đủ Nguyễn Thị Yến Nga. Mình ở block nào nhỉ? B163. Như vậy là quán rồi. Là bây giờ tập sách vở gì gì đó, quần áo khổ lắm. Bất cứ cái thông tin gì bên của cái trung cư, ban quản lý trung cư chưa? Bây giờ chưa nghe thông tin gì hết trơn á. Dạ. Vậy thì tới ngày thứ hai qua giờ thì gia đình nhà mình đã phải chật vật như thế nào vậy cô? Từ 1 giờ mấy sáng ra thì ngồi ngoài để chờ nó cuốn tắt tắt lửa, xong giờ là tới ngày hôm sau buổi trưa tụi tôi mới di dời qua bên chung cư bên City Gate, rồi làm màn trời chiếu đất ở đó, đó thì nước nôi uống đồ gì là cái của người ta từ thiện, tới bây giờ chưa biết giải quyết làm sao nữa, chưa biết, tại ba hồi người này nói như vậy, ba hồi người kia nói như vậy, đúng là chưa có một cái ý kiến nào là chính xác rõ ràng, cho nên tụi tôi cũng quá mệt mỏi, chỉ yêu cầu là làm sao mà bồi thường thỏa đáng về thiệt hại về cái tài sản của người ta, rồi làm sao mà cho người ta vô, cho người ta có nơi nhà cửa người ta ở để người ta làm việc, cho người ta cái cuộc sống người ta trở lại bình thường, chứ như vậy nói thiệt á, anh tôi hoảng loạn quá sắp hùng luôn rồi đó. Dạ. Cái khúc trái chỗ nào vậy cô ạ? Khúc trái là lóc A. Vậy cho con hỏi là hiện tại thì từ ngày hôm qua đến giờ thì cô về cô ở bên đó, và khi mà anh trai cô thì đang xử lý cái vấn đề gì mà tình trạng khủng hoảng như vậy ạ? Tại vì ở bên lóc C, ở bên lóc A thì ở lầu 3 đó, ổng xuống và ổng lớn tuổi và ổng đâu xuống được, cái bằng kè xuống cái kiểu mà giờ mà nhớ lại cái chuyện này á ám ảnh quá đó. À chú ấy đang ở trên lóc A. Thì từ ở nhà ở lóc A, số tầng 3. Bây giờ vẫn đang ở trên đó. No, xuống rồi, tức là chú cũng có lên TV rồi đó. Anh Tùng á. Dạ. À,